Đang giữa trưa bỗng có sấm chớp, chủ tiệm và khách có phản ứng khiến dân mạng cười đau ruột. Khi đó chị khách đang đắp mặt nạ nằm thư giãn cho chị chủ tiệm gội đầu dưỡng sinh. Đột nhiên ông trời đánh xuống cái đùng, nhá cả chớp sáng khiến cho chị chủ giật mình, rồi bỏ cả khách để chạy trốn vào trong nhà. Còn vị khách đang chiêu chiêu cũng phải hồn vía lên mây, té luôn từ giường xuống đất. Không biết là do tiếng sấm hay là do tiếng hét thất thanh của chị chủ tiệm. Mày ơi. Mặc dù dân mạng không biết thực hư vì sao chị khách lại đáp nguyên người xuống đất, nhưng mọi người có thể chắc chắn chị khách sẽ không đi ra tiệm gội đầu lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.